Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Giới phương châm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, sáng nay ngày 19 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan có buổi họp mặt đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp huyện Bến Lức, các doanh nghiệp khai tân và doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện Bến Lức, Thủ Thừa thay mặt lãnh đạo tỉnh phó chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh nguyễn minh Lâm ghi nhận biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh minh chứng là tốc độ tăng trưởng grdp trong quý i đạt 3,82%, tình hình phát triển doanh nghiệp có nhiều tín hiệu tích cực trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn bằng những kinh nghiệm thực tiễn của mình, các doanh nghiệp tích cực tham gia khiến kế cho tỉnh những giải pháp mới mang tính đột phá trên các lĩnh vực nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và lành mạnh để các doanh nghiệp an tâm đầu tư. Với tinh thần cởi mở thẳng thắn, các ý kiến đóng góp kiến nghị của doanh nghiệp đã được các sở ngành tỉnh và địa phương giải đáp làm rõ, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Chiều ngày 18 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình tọa đàm kích cầu thương mại, đầu tư và bao tiêu sản phẩm do Hiệp hội Liên hiệp, hiệp Thương mại apec BCI tổ chức. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp được thành viên Hiệp hội Liên hiệp Thương mại APEC BCI tháo gỡ những khó khăn trong xuất khẩu hàng quả, bao tiêu sản phẩm, đăng ký trở thành thành viên APEC BCI. Đáng chú ý, chương trình lần này còn diễn ra lễ ký kết giữa Hiệp hội Liên hiệp Thương mại APEC BCI và Hiệp hội Thanh Long Long An, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, đại biểu được tham quan trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng OCOP của doanh nghiệp đến từ các tỉnh Long An, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình kích cầu thương mại và đầu tư thiết lập nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là tăng cường sự quan tâm của khách hàng đến các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Đại hội Hội Nông Dân Quyện Thủ Thừa lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 4, năm 2023. Đây là đơn vị được Hội Nông Dân tỉnh Long An chọn làm điểm. Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bình dẫn trên địa bàn huyện Thủ Thừa ngày càng phát triển cô dân nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần nơi cao thu nhập, giải quyết việc làm ở nông thôn. Bên lề đại hội, các địa phương tổ chức trưng bày 13 gian hàng với nhiều sản phẩm nông nghiệp. Qua các trưng bày của các xã thì phải nói là tất cả các cái hàng hóa cũng như trái cây này kia phong phú, đa dạng. Các mô hình này thì phải nói là rất là đẹp đối với tân hưng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới cũng tiếp tục phát huy cái tinh thần của huyện thủ thừa để tôi làm sao đưa cái tân hưng lên cũng như là dùng ở thủ thừa cùng với sự khéo léo và tinh tế trong việc trang trí và sắp xếp mỗi gian hàng trưng bày góp phần quảng bá sản phẩm nổi bật của địa phương Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cư Giuộc tổ chức tọa đàm tuyên truyền về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng phát triển bền vững năm 2023. Hình thức tuyên truyền hái qua dân chủ với các nội dung xoay quanh về luật an toàn thực phẩm, các quy định chính sách về an toàn thực phẩm, kiến thức lựa chọn bảo quản sử dụng thực phẩm an toàn, quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm. Đây là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức kỹ năng tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền ra mắt mô hình ba hỗ trợ: hỗ trợ kiến thức, kinh tế tiết kiệm, tập hợp phát triển hội viên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, đồng thời tặng 10 phần quà mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số khó khăn. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đa dạng các hoạt động chào mừng tin tự các địa phương. Tại thị xã Kiến Tường tổ chức hoạt động triển lãm sách với chủ đề sách nhận thức đổi mới sáng tạo. Nhiều bản sách được trưng bày ấn tượng như Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Biển đảo Việt Nam, lịch sử cách mạng, gian quá, gian học, nghệ thuật. Ngày sách và gian quá đọc là nơi để đoàn viên thanh niên, lực lượng chủ trang học sinh, giao lưu, trao đổi sách và chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp đọc sách, đồng thời khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Quyện Thạnh Quá tổ chức hội thi cảm nhận về quyển sách tôi yêu lần thứ 10 năm 2023. Có 33 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trường trung học cơ sở và cán bộ công chức viên chức, đoàn viên thanh niên các xã thị trấn trong quyện tham gia hội thi. Trong thời gian không quá 10 phút, mỗi thí sinh tham gia hội thi thể hiện phần thuyết trình, truyền tải các nội dung về một quyển sách mà bản thân yêu thích nhất, xoay quanh các chủ đề về đạo đức, cách học làm người, tình yêu thương trong gia đình, tình thầy trò, tình bạn, những nét đẹp văn hóa qua hội thi nhằm xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn quá đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, lan tỏa phong trào đọc sách. Hưởng ứng ngày sách và văn Quá đọc Việt Nam năm 2023, quyền đoàn châu thành tổ chức ngày hội đọc sách dưới tông điệp sách nhận thức đổi mới sáng tạo sách cho tôi cho bạn. hoạt động đọc sách đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn quyền tham gia. Ngoài ra, Quyền đoàn Châu Thành còn phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và trường Thanh huyện tổ chức hội thi viết về quyển sách tôi yêu. Tại thành phố Tân An, việc rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh giúp các em nâng cao sự hiểu biết và phát triển kỹ năng sống là một trong những nhiệm vụ quan trọng được nhiều trường học chú trọng. Các trường học trên địa bàn thành phố Tân An đã khuyến khích học sinh thường xuyên đến thư viện đọc, tìm hiểu kiến thức qua sách, báo, xây dựng các thư viện xanh, thư viện thân thiện, thư viện lớp học đồng thời các trường quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thư viện phù hợp với hoạt động của học sinh. qua đó truyền cảm hứng cho học sinh đam mê giấy sách, đồng thời phát hiện những tấm gương sáng, lan tỏa văn hóa đọc trong học đường. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, quy đoàn Cần Đức phối hợp cùng chi đoàn trường Trung học phổ thông Cần Đức ra mắt công trình thanh niên thư viện số đọc sách 4.0 thu hút đông đảo đoàn viên học sinh của trường tham gia thông qua thư viện số các bạn đoàn chi học sinh có thể xem các thông tin về sách và lựa chọn sách để đọc theo nhu cầu sở thích nhằm bổ sung thêm các kiến thức cho việc học tập cũng như kỹ năng sống đặc biệt thư viện số đọc sách 4.0 còn có những đầu sách nói về nghề nghiệp Việt Nam giúp các em tham khảo cho việc chọn ngành chọn nghề sau khi mà em trải nghiệm và đọc những cuốn sách trong thư viện số thì em cảm thấy đây là một cái cái bước tiến mới và rất là À, nhanh chóng nhanh chóng không cần phải mà đi qua những cái thư viện truyền thống hoặc là mượn sách này nọ mình có thể lên những trang web để à, mình à, tìm những cuốn sách à, rồi sau đó mình sẽ đọc và học hỏi từ cái đó trong cái uh, chương trình internet này thì có rất là nhiều loại sách khác nhau từ tâm lý học quản trị kinh doanh vân vân rất là nhiều nó hỗ trợ cho chúng em rất là nhiều và được uh, tóm gọn lại thành những cái mục rất là cụ thể rất là hệ thống Điều này cũng rất là bổ ích cho chúng em có thể lựa chọn dễ dàng hơn. Công trình thanh niên thư diện số đọc sách 4.0 của huyện đoàn Cần Đức thực hiện tại trường trung học phổ thông Cần Đức và sẽ được nhân rộng ra các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Các nơi tập trung thanh niên, học sinh như trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng, nhà văn hóa các ấp khu phố. Phục vụ nhu cầu bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đoàn viên thanh niên học sinh cũng như người dân địa phương. Thông tin trong lĩnh vực y tế, trong tuần này hội đồng chuyên môn của bộ y tế sẽ hợp ra soát cập nhật lại hướng dẫn điều trị covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay một số thuốc trong pháp đồ sẽ điều chỉnh do có kết quả nghiên cứu mới theo đó hướng dẫn chẩn đoán sẽ không thay đổi nhiều vào điều trị chủ yếu sửa đổi cập nhật thêm các thuốc do đã có những nghiên cứu bằng chứng mới trong điều trị Việc tra soát cập nhật hướng dẫn này được thực hiện thường xuyên khi có các thông tin khoa học mới trên thế giới và hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về WHO không phải chỉ có diễn biến mới của dịch và bệnh nhân trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, việc cập nhật sẽ được đẩy nhanh hơn để phù hợp tình hình dịch. Thưa quý vị, trong những năm qua, sự phát triển nóng của kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Bank Assurance đã bộc lộ nhiều bất cập. Các tranh chấp chủ yếu xuất phát từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, liên kết đầu tư, dòng sản phẩm tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Là khách hàng VIP tại ngân hàng, chị Nga đã tin tưởng lựa chọn một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua lời tư chấn của nhân viên ngân hàng. Nhưng sau chủ việc của chiếm chi Ngọc Lan liên quan đến bảo hiểm, chị mới nhận ra đang sở hữu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tư linh hoạt. Bởi vì là tôi là khách hàng VIP của ngân hàng, bấy luôn tôi cũng nghĩ đơn giản là mấy tỷ bạc mình cũng tin tưởng gửi được. Thứ hai là đấy như tôi vừa nói với chị, tức là ngân hàng khi bán bảo hiểm cho tôi thì họ cứ họ cứ chỉ chăm chăm vào nói rằng là tôi mua bảo hiểm này thì tôi được quyền tham gia một cái quỹ đầu tư của ngân hàng mà quỹ đầu tư đấy cũng có Prudential tham gia thì tôi không không tham gia quỹ đấy, tôi chỉ nghĩ là tôi không tham gia là xong chứ tôi không hề biết là bản thân cái gói bảo hiểm này của tôi cũng đã là gói bảo hiểm đầu tư rồi Các công ty bảo hiểm cung cấp khá nhiều những sản phẩm liên quan đến đầu tư, liên kết và những cái sản phẩm này bản chất nó cũng là những sản phẩm rất là tốt rất là phù hợp với một số nhóm đối tượng nhất định mà thôi, chứ không thể phải phù hợp với tất cả các khách hàng. Vì thông thường những sản phẩm này thì các thuật ngữ ở bảo hiểm nó cũng tương đối phức tạp, nó có yếu tố đầu tư, có yếu tố lãi và phí đóng thêm. Các dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư nở rộ nhưng không được tư vấn rõ ràng, khiến người dân có hiểu biết chưa đầy đủ dẫn đến tranh chấp ngày càng nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bảo hiểm. Cần phải rút kinh nghiệm mà tốt hơn cho cả phía bên gọi là bán bảo hiểm bao gồm cả công ty bảo hiểm bao gồm có các ngân hàng có liên kết rồi kể cả các nhà đầu tư ngoài ra thì cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho các cơ quan quản lý Để tăng cường hơn cái vai trò về định hướng là một này hướng dẫn là hai này kiểm tra giám sát là ba và kịp thời can thiệp thị trường khi nó có vấn đề hợp đồng bảo hiểm là giao kết giữa người mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm không phụ thuộc vào cam kết của đại lý hay người tư vấn trong mọi tình huống, người dân không nên mua bảo hiểm bằng niềm tin, đồng thời cần phải đọc các điều khoản trên hợp đồng bảo hiểm để tránh tranh chấp và mua phải các sản phẩm không đúng nhu cầu và khả năng tài chính. Cảnh sát Nhật Bản đã chuyển hồ sơ vụ tấn công và nghi can bị cáo buộc ném một thiết bị nổ về phía Thủ tướng Fumio Kishida cách đây 4 ngày sang cơ quan công tố. Theo truyền thông sở tại, nghi can Ryuchi Kimura cho đến nay vẫn từ chối trả lời thẩm vấn của cảnh sát liên quan đến động cơ gây án. Trưa 15 tháng 4, Kimura được cho là đã ném một vật thể giống như là bơm khói về phía Thủ tướng Kishida khi ông đang dự một sự kiện tại tỉnh Wakayama, Tây Nam Nhật Bản để dẫn động tranh cử cho đảng Dân Chủ Tự do Cầm Quyền. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tại chỗ, trên người đối tượng khi đó có mang theo dao. Khám xét nhà riêng của Kimura sau đó, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều dụng cụ và vật liệu nghi là thuốc súng và ống kim loại. Cảnh sát đang phân tích dữ liệu trong máy tính cá nhân và điện thoại di động của Kimura để tìm hiểu cách thức chế tạo thiết bị nổ của nghi phạm này. Ngày 17 tháng 4, tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã trao tặng huân chương công trạng đại tinh thập tự cho cầu thủ tướng Angela Merkel. Đây là huân chương cấp cao nhất của Cộng hòa Liên bang Đức nhằm vinh danh những cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho đất nước và xã hội. Với những thành tích đặc biệt trong hơn 16 năm, với 4 nhiệm kỳ đảm nhiệm vị trí người đứng đầu chính phủ, bà Merkel là người thứ ba nhận danh hiệu cao quý này sau Konrad Adenauer, thủ tướng đầu tiên của Tây Đức, và ông Helmut Kohl, thủ tướng đầu tiên của nước Đức Thống Nhất. Bà đã ghi đậm dấu ấn là một nữ chính trị gia quyền lực, có ảnh hưởng sâu sắc không chỉ với riêng Đức mà còn với cả Liên minh châu Âu và thế giới. Trước khi từ chức vào tháng 12 năm 2021, bà được coi như một tượng đài của châu Âu sau khi đưa nền kinh tế lớn nhất lục địa già vượt qua hàng loạt khủng hoảng, trong đó có khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung châu Âu, khủng hoảng người di cư. Ngoài ra, bà Merkel còn được biết đến với những đóng góp lớn vào việc giảm thiểu các nguyên nhân gây biến đổi khí hậu và định hướng chung của Liên minh châu Âu trong chiến lược đối phó với đại dịch COVID-19 và khủng hoảng Brexit. Một tòa án Iran đã ra phán quyết cuối cùng liên quan tới vụ các thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắn rơi một máy bay chở khách của Ukraine hồi năm 2020, khiến 176 người thiệt mạng. Theo phán quyết của tòa, 10 bị cáo là thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đều bị tuyên có tội trong vụ bắn rơi máy bay chở khách của Ukraine. Bị cáo chính trong vụ việc bị kết án 10 năm tù giam, trong khi những người còn lại đều chịu mức từ 1 đến 3 năm tù giam. Ngày 8 tháng 1 năm 2020, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn hạ máy bay mang số hiệu BS-752 của hãng hàng không quốc tế Urena khi máy bay đang trên đường từ Tehran đến Kiev, khiến toàn bộ 176 người có mặt trên máy bay thiệt mạng, trong đó phần lớn là công dân Iran và Canada. Ba ngày sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thừa nhận tên lửa bắn hạ máy bay là của lực lượng này và đã có sai lầm dẫn tới thảm họa trên. Giới chức Ukraine đã đánh giá điều kiện tiên quyết để tiến hành các cuộc đàm phán tại Sava là cần đảm bảo nối lại hoạt động quá cảnh lương thực và ngũ cốc của nước này qua Ba Lan. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ba Lan và Hungary cấm nhập khẩu một số nông sản từ Ukraine. Do không thể vận chuyển bằng đường biển, một lượng lớn ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển bằng đường bộ qua Ba Lan cùng nhiều quốc gia láng giềng khác và tràn ngập thị trường, ảnh hưởng mạnh đến nông dân địa phương. Do vậy, Ba Lan và Hungary đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu một số nông sản từ Ukraine. Dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán trong tuần này để tháo gỡ những bất cập giữa các bên. Diễn biến mới có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ngũ cốc thế giới trong bối cảnh triển vọng gia hàng thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen hiện không mấy lạc quan khi Nga cho rằng thỏa thuận này chưa được thực hiện một cách toàn diện. Theo nhà đấu giá Sotheby's, viên hồng ngọc quý hiếm nhất thế giới được đặt tên ngôi sao đang được đấu giá khởi điểm 30,3 triệu đô la Mỹ. Đây là viên hồng ngọc có độ lớn tới 55,22 carat đã vượt qua kỷ lục trước đó. Ngôi sao được phát hiện tại mỏ kim cương ở Mozambique vào tháng 7 năm ngoái, được lấy ra từ một tảng đá thô. Kỷ lục cũ thuộc về viên hồng ngọc Sunrise Ruby với độ lớn 25,59 carat được bán ra thị trường vào năm 2005. Giá kích thước lớn, màu đỏ sẫm và độ trong vượt trội, giới phân tích đánh giá viên hồng ngọc ngôi sao Phura gần như chưa từng xuất hiện trước đó.